Chào các bạn, hôm nay hai cha con sẽ ăn con cua biển này. Cua biển này mới mua được sống đó. Coi nào nó bự chưa. Con này khoảng 2kg, khoảng 2kg thì giá tiền bên đây thì là 15 đô, 15 đô nửa ký, như là 30 đô 1 ký, có nghĩa là 600.000 ký. Mà nó bự gì đâu, thấy không? Trời ơi, ấy dạ. Hai cái càng của nó, để ăn hai càng trước cho nó chất lượng. Nhìn thấy nó ngon gì đâu. Wow. Ngon con. Ăn trời ơi. Mấy cái gài của nó bén dữ. Thử đi. Bé thì nó chấm nước bơ, còn này thì muối tiêu chanh thôi. Ngon ha, ngon không? Thịt ngọt đấy. Cái đó quá trời luôn. Còn cái này nó cứng quá, phải lại bóp thấy ra liền. Trời ơi, cái vỏ của nó cứng quá trời. Dày. Cua này thịt nó ngọt hơn cua Canada nhiều. Cái càng nó chất lượng không? Cũng bự quá. Cái này cua biển mà dày là chất lượng quá rồi. Nhưng cái vỏ nó dày. Vỏ nó dày cộm luôn. Trong này máu. Thật nữa. Wow. Muốn thịt nên nó không muốn ra. Thấy muối không? Con cầm con lấy cái thịt ha. Can I just pull it out? Yeah. Thịt cua biển này nó ngon. Nó không nhiều bằng cua Canada nhưng mà nó ngon. Nó ngọt mà nó mềm. Chất lượng ha, biết ha. A lot of work, ăn là cực quá. Ăn gì leo không? Muốn thịt này, nhìn thấy phê không? Ra đi còn ngại cái gì. Trời ơi. No. I mean, just eat it while I'll do this. Trong mấy cái cả này nó có thật đó, phải dùng tay lấy ra hết. Trong đây nó có cái miếng này nhưng mà không biết nó ra không. Để chút lấy. Rồi, là tới bên nào. Mấy cái càng nhỏ nhỏ này que que nè. Để nó chút ăn. Rồi bỏ nó coi trong nó ra sao. Ôi trời, nước chảy. Con này như là con đực, không biết trong có gì phê không. Wow à. Trong không có gì hết, không có gạch. Này là con đực gạch gì. Try some of the juice. Rỗng, không có gì hết. Careful. Hmm? I thought it was dripping out. No. Oh yeah. Don't want to cut now. Wow. Bỏ vô đây nha. Lấy thịt bỏ vô đây sao là chút nữa. Okay. Mình ăn. Are you gonna remove that part? Hmm? Are you gonna remove this part over here? Yeah, later. Yeah, if you want to do it, just take that meat. Không, con lấy thịt vậy con ăn đi. No. Khỏi con này. No. Mấy cái ruột rang hay là cái phèo phổi gì cho nó nè. Rồi. Miếng tiêu chanh vô. Ngon. There's some. Gạch ha. Mấy gạch mà là mấy cái bộ phận bóp thịt hay là ăn ngon. Thịt là đục không trắng lắm nhưng mà rất là ngọt. Con này bên đây thì nó bán mắc Không biết giá ở Việt Nam nhiêu nhưng mà thấy bên đây nó mắc. Con này nó bán giá gần bằng con tôm hùm rồi bác. Bởi vậy ít có mua ăn, lâu lâu cũng như là làm mấy cái clip này mua vậy thôi, chứ thường không có ăn. Nó nói vậy cho mốt bỏ cái clip này lên, có nhiều bạn nói là rẻ quá. Rẻ gì mà rẻ, giá vậy là mắc rồi. Nhưng mà thịt con này ngọt, ăn ngọt thiệt chứ, ngọt nó mềm. Ăn con này nó bớt ngán, như là ngán hơn con cua Canada. Không biết tại sao chắc tại cua Canada nhiều thịt quá. Con này nó ít thịt nhưng mà nó chất lượng hơn. Muối thịt nó già. Huh? Oh, there you go. I'm gonna leave it. Con ăn đi rồi chút nữa gỡ. Vừa ăn vừa gỡ. I am well doing this. Thịt nó miếng miếng kìa. Ăn gì dưa leo. Trong đây, ở trong mấy cái này nó có tiết á, tiết là máu của nó đó, ăn cũng được. thử cái que nó coi sao. Kéo nó ra liền. Còn chút xíu. Có miếng thịt trong này. Ăn cái này. À dạ. Giữa là cái bụng, còn hai bên là miếng này. Không phải là gạch mà là cái gì của nó, ăn được. Chỉ có bụng mà ăn không được thôi. Cái bụng nó này hai bên hông à. Này mốt phải lựa con cái mua, con này đực nó không có gì chọn ra hết, không có gạch mà là hết thịt nữa, ngon không? Con thằng bé à, lấy như là thịt ra nó ăn. Ngon dữ hả? Nước tai này cái nọ nữa. Ok, xong rồi, toàn là xương không mà hết rồi. Mấy cái que này để từ từ ăn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Con này nó ít thịt quá, nhưng mà thịt nó ngon gì đâu á, nó ngọt, nó mềm. Nhưng mà ít quá, vỏ không à, dày quá trời dày luôn rồi không. Không biết đáng đồng tiền không. Con quỷ này tính tiền Việt Nam là cũng là 1 triệu 2, 1 triệu 3. Thấy là mắc, nhưng mà nhất định là có nhiều người nói là rẻ này kia nọ. 2 kg. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Hy vọng là các bạn thích cái clip này. Nếu mà các bạn có ý kiến gì á thì nói cho cha con chúng tôi biết nha. Nếu mà bên đây có thì nhất định là tôi sẽ làm. Nhưng mà nếu không có là lấy đầu làm, giống như là có người mà có nhiều người họ kêu là ăn con cua dừa. Ở đây đâu có cua dừa đâu mà ăn. Nhưng mà những cái mà có nhất định sẽ làm. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi nhiều nha. Bye bye.